Này, em đoạn cho mọi người xem. Wow, rất là nhiều luôn ha. Người ta để làm sẵn sẵn từng cái từng dĩa, một dĩa để hai cái, ba cái vậy này. Để trời, nhìn cái cảnh hết sảy luôn đó trời. Rồi. Quá đông luôn. Đông khủng khiếp luôn. Đây là cái sảnh mà hút được cái lượng người đông nhất của cái thiền viện đó. Trong bốn cái sảnh phục vụ các cái món chay. Sao chưa ăn đi? Đi lấy muỗng đũa. À, lấy muỗng đũa. Đang đi kiếm đũa. Dạ ha. Ngon không chị? Ngon tuyệt vời ha. Nữa. À. Nhai rụm rụm luôn. Nhai rụm. Đây tới đây ăn như mấy lần rồi? Rằm nào cũng tới ha. Có xoài ba loại ha. Đây thật sự là chưa tới giờ phục vụ đâu, nhưng mà mình nhờ chị mở ra cho mình quay cho mọi người thấy đó. Trời. Dặn quá. Nhẹ quá nhỉ. Dạ. Đây là món bún gì em? Dạ, bún Thái. Bún Thái hả? Ồ, món này ngon á trời. Bún Thái đã phục vụ rồi nè mọi người. Đó, cái vô đây là rai rai cái ăn như vậy thôi. Ồ, đây, bún Thái đây. Khu đũa bánh xèo thứ hai. Ở đây thì để hai đây đông quá trời luôn. Đông quá rồi. Bánh bánh ở đây là cái bánh khọt. Bánh khọt. Bánh khọt. Bánh xèo là bánh đó. À, bánh xèo, bánh khọt. Đây khu đổ bánh khọt. Bánh khọt thì có 5 cái khuôn. 5 khuôn đổ bánh khọt. Nhưng mà bây giờ chưa tới 10 giờ. Mọi người nhìn nè, đông quá trời đông luôn. Đứng vòng quanh đây luôn. Rồi, xin chào cả nhà ha. Hôm nay thì sẽ có cái món bánh chè xèo chay là miễn phí. Đây hàng ngàn cái bánh xèo là người ta đã để chuẩn bị sẵn rồi mọi người. À, phía đây là phía đúc ha, đổ bánh xèo này, cái khuôn đổ bánh xèo phía này. Đây, không phải bánh xèo đây thì phục vụ liên tục luôn, chứ không phải còn những cái mà xếp vô tủ đây thì tới 10 rưỡi mới bắt đầu phục vụ. Thì ở đây mọi người xem nè, là ăn uống không giới hạn ha. Lấy hết rồi mình di chuyển để người khác ta lấy. Ta bây giờ là khoảng 9 giờ hơi một xíu. Đây thì ở chỗ đây thì cũng có nhiều người lái bánh xèo ăn nè. Wow, thấy chưa? Xương xăm, xương sáo. À. Đây. Bánh chèo đây thì cái tủ đây chắc tới 3 tầng là phía trên. Rồi phía dưới đây nè. Đây nè. Người ta cũng hàng cái túi ni lông là hết rất là kỹ ha. Nhìn thấy là hết hấp dẫn luôn. Đây. Sát là của mọi người xem. À, nhưng thì cô hủ dừa rồi. Này. Em đoạn cho mọi người xem. Wow. Rất là nhiều luôn ha. Người ta để làm sẵn sẵn từng cái từng dĩa, một dĩa để hai cái, ba cái vậy này, để tí nữa phục vụ cho nó nhanh giống vậy á. À, bên góc đây thì để nước cái chấm nước mắm. cái này bắt đầu 10 rưỡi mới phục vụ của ha. Dạ. Wow, để sẵn hàng loạt đây luôn, chơi tí nữa đông lắm này, đang là không có phục vụ kịp. Đây còn cái đây thì bằng rau xanh để ăn với bánh xèo. Đây. Nhìn ngon chưa kìa. Wow.
À, xếp hàng uống cà phê ha. À, bữa nay nó có cái hình thức gọi là cà phê thiền nữa cơ. Đó, xếp hàng để thưởng thức cà phê nữa. Mà bữa trước thì thấy không có, nhưng bữa nay thấy có cà phê. Dạ. À, rằm tháng giêng là cái rằm lớn, cho nên là ở đây nó rất là nhiều cái món ha. Ngoài cái bánh xèo chay phục vụ miễn phí ăn từ sáng thì sáng là mấy giờ mình bắt đầu đổ cô? Cái bánh xèo nè. 5:30-6 giờ ha. Thì còn lại các món mặn, quên các nhầm xin lỗi mọi người, các món nước rồi các món khô, món ngọt để mà ăn nữa, chứ không phải là chỉ riêng bánh xèo ha. Bữa nay đặc biệt nữa là bữa nay có cái cà phê nữa, đây vào lại đây rồi mọi người xem. Có cái cà phê nữa nè. Đây mọi người xếp hàng đây thì để thưởng, chờ để thưởng thức những ly cà phê. Đây để mình đi chen qua bên đây xem thử là phát cà phê như thế nào. Đây mọi người xem, đây là ở đây là đổ bánh xèo này. Đây vô đây mình hỏi chủ tịch. Đây là cái không gian đổ bánh xèo, đây là cái chùa duy nhất ở Sài Gòn mà đổ bánh xèo chay miễn phí ha. Mà chỉ diễn ra ở các cái rằm lớn thôi, ví dụ rằm tháng giêng này, rằm tháng 7, rằm tháng 10. Chứ còn nữa là các cái rằm khác thì ở đây không có, cũng có phục vụ các món chay khác nhưng mà không có cái bánh xèo. Đặc biệt cái bánh xèo này chỉ phục vụ ba cái rằm lớn đó thôi, còn nữa thì cái lịch nó có thay đổi thêm không thì mình cũng chưa biết nữa, nhưng mà hiện tại bây giờ năm vừa rồi cũng như năm nay là chỉ phục vụ ba cái rằm lớn. Năm nay là rằm tháng giêng rất là lớn nè, thơm quá trời luôn. Đây mình mấy giờ là mình đổ rồi cô? 6 giờ sáng là đổ ha. Đây mình đoàn ở Đồng Tháp lên đổ cô ha. Đồng Tháp lên đổ, thơm quá trời luôn. Cái hình thức đổ bánh xèo chảo kia này nè, xoay rồi đó. Còn đây nữa nè, ở cái khu này là ba bàn xoay tất cả là 30 chảo tất cả đó. Đổ liên tục từ 6 giờ sáng, đổ miết tới bao giờ mà phục vụ hết được một cái thôi thì đó. Một người đổ, một người bỏ nhân, rồi còn một người vớt bánh. À. Cái nhân bánh xèo là có gì à chú? Cái nhân bánh xèo nè. Nhân bánh xèo, tàu hủ, dừa, củ hủ dừa. Củ hủ dừa. Rồi hủ sắn. À, củ sắn nữa. Có tải đỏ. Có nấm mèo không? Hả? À? Có nấm mèo không? Không có hả? Cái nào không có nấm mèo đâu hả? Không, không. Không có. Củ cây đỏ. Nó cũng bún là thứ là. Dạ. Đó. À. Củ gì là củ trắng, củ gì? Củ gì? Ở chỗ này á. À. Ừ, chả sữa anh em. Rồi củ hủ dừa, củ trắng. Cũng bốn năm thứ là. Dạ. Béo lắm mà. Ngon. Béo. Chắc lực luôn. Này, lâu lâu khuyến mãi cái băng hoa sứ xuống ha. Bây giờ ăn thử miếng không? Dạ. Ấy ăn thử miếng thôi. À cái đó để ăn thử ha. Đưa cái này cho chú nè, ăn thử coi. À. Bánh không ăn là thấy chú là biết ngon liền đó. À cái đó là đây. Bánh không hả? Ừ. Ăn thử coi. Rồi. Ăn thử miếng ha mọi người. Đây xin cho chú coi rồi. Đó thấy không? Ngon liền phải không? Ngon quá. Ngon, béo thiệt á. Béo mà. Biết không, 600 trái dừa đó. Vậy cái do là cái nước cốt dừa nó làm nó tạo lên cái béo, cái bánh béo quá trời luôn. Thì mình 600 trái dừa. 600 trái dừa. Nạo dầu bắt đầu mình mới ép lại. Dạ.
ngon ghê á. Lấy ăn đi, lấy ăn đi, mình để ăn thưởng thức. Đúng là đổ không vậy, nó ngon thiệt á. Bữa nay mới phát hiện ra. Giải về cái làm cái bột nó quá chất lượng đi, cho nên là chỉ cần đổ không giờ cũng ngon rồi. Có hỏi cần cái nhân nữa. Ngon quá trời luôn. Này là 6 giờ sáng mình đổ hả chị? Đổ vụ tới mấy giờ nghỉ? Đổ xuống luôn. Đổ hết bột luôn à. 101 kg gạo. 101. Dạ là 1 tạ rưỡi, 1 tạ mốt á. Ghê mọi người. Đổ cái gạo không mà hơn 1 tạ gạo. Bao giờ đổ hết cái số lượng đó là nghỉ thôi, chứ không biết là mấy giờ. Dạ cứ đổ hết nghỉ. Đặc biệt lưu ý mọi người là chỉ mấy cái rầm lớn mới có nha. Chứ còn mấy cái gạo này ra là tới trưa lận. Dạ. Cái chùa này đổ được 4 cái rầm. 4 rầm. Rầm tháng Giêng, rầm tháng 4, tháng 7, rầm tháng 10. À, tháng 4 nữa. Dạ. Thì cái rầm tháng 4 đó. À, tháng 4 là có nữa. Ủa là vậy là bánh xèo đó là phục vụ luôn đó ha. Cái này đổ tới đâu là phục vụ tới đó luôn. Còn cái phần mà để trong này là 10 rưỡi mới phục vụ. Ngon lắm mọi người. Cái bánh xèo làm từ nước cốt dừa nó ăn rất là béo. À, ăn cái bánh xèo bỏ thôi. Bánh xèo bỏ thôi là cũng đã ngon rồi, chứ không phải là không nhất thiết là phải là có nhân đâu. Bởi vì theo chú chia sẻ là làm từ 600 trái dừa. 600 trái dừa để mà người ta pha cái vô cái bột nè. Để mà làm ra làm cái bột để mà làm bánh xèo á. Đây mình ăn cho nó hết cái này luôn. Đây cái rau xanh phục vụ ăn để bánh xèo. Cái rau xanh đã đặc biệt mình thấy làm rất là sạch, có rau lốt này, có cải này. Dưa leo này. Đổ tới đâu phục vụ tới đó ha. Từ 6 giờ sáng đổ là bắt đầu phục vụ rồi. Ai tới đó ăn cũng được. Thấy chưa? Đây cứ đổ rồi để đây. Tí nữa khoảng 10 rưỡi ở đây đông lắm, cho nên là đi sớm nha mọi người. Mọi người mình nghĩ là đi sớm để mà dùng cái bánh xèo nó dễ hơn. Bây giờ nè, có ăn liền à cho nó dễ. Wow. Bánh xèo thì ăn thoải mái nha mọi người. Đây cái đốt hơn 1 tạ gạo luôn, cho nên là thoải mái ăn dùng ha. Đây cái phần đây là phần nước mắm nè. Bánh xèo người ta dùng cái bột mì nữa đó, cho nên là những cái nó vàng đẹp ghê luôn đó. Nó vàng lắm luôn. Đây mấy cô chú đổ đổ đây. Thì cái phần bánh xèo để ở đây thì tới 10 giờ rưỡi bắt đầu mới mở ra để phục vụ nha mọi người. Còn nữa ở các cái chỗ mà đổ thì phục vụ liên tục luôn. Đó, còn nữa là cái phần đây. Mọi người nhìn nha. Ba tầng ha, phía trên là phía dưới, hai cái tầng phía dưới nữa người ta để sẵn hết rồi. Cứ một cái dĩa và là để hai cái bánh xèo. Hai cái bánh xèo đó. Cái khi mà người thực khách người ta dùng á, người ta đi qua bên kia thì sẽ lấy rau và lấy nước mắm. Đây. Làm rất là chu đáo luôn, rất là sạch sẽ ha. Bánh xèo thì đốt từ 6 giờ sáng là phục vụ. Còn cái này là phần để riêng mà để mà ăn bất cứ lúc mà các món khác, món nước và món khô á, tất cả đều chay hết nha. Đây là cái sảnh, đây là sảnh dùng thực. Đó, một cái sảnh rất là đẹp luôn. Bây giờ mặc dù là chưa tới 10 giờ sáng nhưng mà thật đông lắm luôn đó. Ở cái bãi xe mọi người vô là đông. Phần đây là phần cà phê. Cà phê sáng này. Đây là cái phần không gian mà dùng cà phê. Cà phê buổi sáng thì người ta sẽ phục vụ cà phê ở đây. Ai thích uống cà phê thì cứ xếp hàng. Bởi vì đông quá chứ không có gì á. Đông quá xếp hàng lần lượt là người ta sẽ làm cà phê.
tất cả đều miễn phí hết cả. Còn nữa, phía dưới những cái bàn như này là cái không gian để tí nữa thưởng thức bánh xèo cũng như các cái món chay ở đây. Giờ là rất là đông rồi. Đây, cà phê. Cà phê miễn phí ha. Đây bên cạnh các cái bóng bánh xèo ở đây có các cái món chay khác này. Ví dụ như là bánh cuốn này. Đó. Mấy cái dĩa rau người ta làm kỹ và sạch sẽ và đẹp nữa nha. Dưa leo cà chua rồi đây này. Cơm. Còn nhiều không gian nữa nha, chứ không phải là chỗ đây. À, cái phần là phía đây là chè. Chè để tráng miệng. Khu đây là khu chè tráng miệng. Đây các bạn, đây là đang múc chè này. Đây muốn chè gì á? Xăm bổ lượng ha, nấu với táo đỏ ha, nhìn ngon ghê á. Ai dùng cứ lại lấy thôi ha. Dạ, nhưng mà chưa tới giờ, 10 rưỡi mình sẽ. Cái này là 10 rưỡi ha. Dạ. Ờ. Xăm bổ lượng. Đây, ở đây em tiếp tục là những cái không gian này. Ở phía đây là nước ha, đây là cái khu nước uống này. Nước uống. Đây là khu phục vụ nước uống. Trà đá tắt quá trời, thơm quá trời luôn. Đây. Đây dùng bánh xèo đây. Quá ngon luôn. Sao sao chưa ăn đi? Đi lấy muỗng đũa. À lấy muỗng đũa. Đang đi kiếm đũa. Dạ ha. Ngon không chị? Ăn tuyệt vời ha. À. Nhai rụm rụm luôn. Đây tới đang ăn mấy lần rồi? Năm nào thì cũng tới hết. Năm nào cũng tới ha. À. Đó, đây là rằm nào cũng ghé hết. Ăn YouTube mạng nào. Đây nước trà tắc. Giỏi chưa kìa. Đứng đây bỏ công hút luôn. Trời, giỏi chưa kìa. Mấy tuổi rồi con? Cháu giỏi vậy? 6 tuổi hả? Trời, 6 tuổi giỏi chưa đó. Đi phục vụ luôn. Rồi, cho chú ngon ly ha. Trà tắt nha mọi người. Trà tắc ngon quá. Đây là cái khu vực xả nước, ai dùng lấy đi rửa ha. Dùng nước thì rửa ly, dùng bánh thì hay dùng các món thì rửa chén, dĩa, muỗng, đũa. Vui lòng không khóa nước để nước chảy liên tục rồi đó. Đây là cái cổng chính vào cái thiện viện Tiệt Quang. Đó, người ta vào ở đây cái địa chỉ là số 13 đường Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Thầu thiền người ta sẽ hành lễ tại đây. Đây thiền viện Tiệt Quang đây mọi người. Rồi ở phía trong đó thì ở trong chánh điện. Dạ thì mọi người nhớ rằm tháng 4 nữa nha. Đây tiếp tục là một khu bên từ cổng chính đi vào là khu này là cái khu đổ bánh xèo thứ hai. Ở đây thì để hai đây đông quá trời luôn, đông quá rồi. Bánh đây là cái bánh khọ. Bánh khọ. Bánh xèo là đó. À bánh xèo bánh khọ. Đây khu đổ bánh khọ. Bánh khọ thì có 5 cái khuôn. 5 khuôn đổ bánh khọ. Nhưng mà bây giờ chưa tới 10 giờ. Mọi người nhìn à, đông quá là đông luôn. Đứng vòng quanh đây luôn. Khu bánh khọ ha.
quá mẹ ơi. Ở bên đây hình như là đổ tới đâu là hết tới đó, đổ tới đâu là hết tới đó luôn. Bởi vì cái khu này là đổ tới đâu phục vụ tới đó nè, cho nên là rất là đông. Khu này thì phải chờ lắm, bởi vì đốt tới đâu là người do đông quá đó, cho nên là đốt tới đâu là hết tới đó ha, cho nên là phải chờ. Đây là phục vụ rau là có cô đứng ra phục vụ rau thôi ha. Đây, bánh xèo này. Bánh xèo chỗ này thì đổ tới đâu hết tới đó, cho nên là phải đứng chờ đó mọi người. Phải đứng chờ vậy thôi chứ không thể làm gì sao hết được. Bởi vì mọi người nếu mà ăn bánh xèo á thì canh ăn bánh xèo chay thì phải đi sớm ha. 6 giờ đổ rồi. 7 giờ á là mọi người tới thì nó rất là nhiều luôn. Nó nhiều lắm, thường là mình nghĩ tới khoảng 9 giờ á bắt đầu mới đông. Đây, như bây giờ là gần 10 giờ rồi nè, đông rồi. Những cái sảnh như vậy nè, ăn liên tục thôi chứ đâu có kịp, đổ không kịp luôn. Có nghĩa là 20 cái khuôn ở đây là đổ không kịp. Cái khu đây người ta mới đổ tới đâu phục vụ tới đó. Còn mấy ví dụ như làng kia đó thì để tới 10 rưỡi mới phục vụ, nó tùy theo khu vực ha. Trời đông rồi. Đông quá trời đông. Còn đây là bánh xèo chở đi đâu nữa nè. Này là chở đi đâu rồi cô? Dạ chở đi về trường cho các cô trường mẫu giáo á. À vậy ha. Vậy là chở đi cho khác nữa, là có bánh xèo đi các trường mẫu giáo nữa chứ. Không phải là chỉ phục vụ ở đây đâu. Đông lắm, mọi người nhìn xem. Cái khung cảnh là hoành tráng luôn. Đây cái món nước ở đây thì cũng đã phục vụ ra nè. Đây ở phần món nước đây. Thấy chưa? Đây món gì đây? Đây món bún gì em? Bún Thái hả? Ồ món này ngon á trời. Bún Thái đã phục vụ rồi nè mọi người. Cái vô đây là rai rai cái ăn như vậy thôi. Đây bún Thái đây. Chắc lượng ha. Quá tuyệt vời luôn. Để sẵn hết đây nè, để sẵn hết vậy nè, vụ mới nhanh được đó. Thấy chưa, thấy dữ chưa? Khu này là phục vụ sớm hơn mấy cái khu kia ha. Cho nên là càng ngày thì ở đây nó thu hút được đông lắm rồi đó. Mình nghĩ là chắc phải vài ngàn người, nếu mọi người ta biết là tí nữa là đây gần như đông nghẹt hết luôn. Tới khoảng 12 giờ là coi như gần như là kết thúc rồi nha mọi người. 12 giờ. Đây sau khi mà nhận cái tô bún bên kia thì qua đây sẽ lấy muỗng đũa. Nóng quá bưng hai tô không được rồi. Hấp dẫn, muốn thấy hấp dẫn quá. Chắc mình cần thầy ơi còn sao tết vậy thầy? Đây đầu bếp trưởng nè, đầu bếp trưởng. Dạ nấu tương nè cô, nấu tương nè cô đừng chị. Nước tương này coi được không chị? Cái phục vụ á, mình thấy ở đây mọi người phục vụ rất là nhiệt tình ha, và người ta rất là vui vẻ ha. Đó, mọi người nhìn nha, cái gương mặt mỗi người đó đều có thể hiện được, từ mặc dù rất là đông nè, đông lắm, đó đông nè. Cái đâu ra ngon quá vậy? Bởi vì người ta làm việc cái tâm đó, tâm thiện á, cho nên là ai làm tới đâu làm nè,
ai cũng đều vui cả, chứ không phải là câu có như cái cách mà bán hàng. Bởi vì đây tôi vốn là không phải bán hàng cho nên là vậy đó. Được mắm anh. Ồ, nhìn cái hủ ớt sa tế còn hấp dẫn rồi. Cái khu vực này là khu vực nước sâm. Rồi khu vực này là bánh mì chấm sữa. Những cái rằm lớn như rằm tháng giêng, rằm tháng tư này như này là nhiều món lắm luôn đó. Nhiều món, còn những cái rằm còn lại thì nó cũng làm bình thường thôi. Nhưng mà riêng bốn cái rằm lớn của năm á thì ở đây làm rất là lớn. Ngoài đổ bánh xèo ăn miễn phí thì ở đây còn rất là nhiều món nữa. Mỗi vị một ổ bánh mì. Anh ơi, mỗi vị một ổ bánh mì là sao em? Là mỗi vị khác nhau hay sao? Mỗi ổ khác nhau hay sao? Tự nhiên mỗi vị một ổ bánh mì. À, có cảm nhận của mỗi người đó, bánh mì thì cũng giống nhau đúng không? Dạ. Anh tưởng là mỗi bánh mì làm khác này. Mỗi vị thôi. À. Bánh mì này cái size nhỏ nhỏ nhìn thấy ngon á, hấp dẫn lắm đó. Ờ, à, mọi người nhìn nè. À, còn nóng luôn, gấp. Bánh mì chấm sữa. À. Có một cô đứng đây gắp bánh mì dễ thương, dài là một chập nữa là hết luôn quá. Nó có hai size nè, nó có size bánh mì lớn nữa nè em. Đây có size bánh mì lớn nè. Dễ thương ha. Rất là đông nha mọi người. À vậy đó ha. Vậy là nó có nhiều size, nhiều kích cỡ là vậy đó. Có nghĩa là từng nhóm và từng cá nhân nó riêng nhau, nó khác. Hay quá. Em thường tới đây để làm những cái công việc này không? Làm công ty. Nay thứ bảy nghỉ hả? Ờ. Bữa nào mà nếu mà không bị chiều cho đến cuối tuần. Những ngày nghỉ mà gặp đúng cái lễ và là vừa tới đây làm công quả. Trời hay quá. Những cô gái thật là thiện lành. Bao giờ hết rồi mình nghỉ đó hả? Bao giờ hết rồi nghỉ đó hả? Đây bánh mì mình đặt như là sao? Thêm hai cái. Ờ. Xin rất là vui vẻ cho không cái gì đó. Cho rất là vui vẻ luôn. Đây cái khu vực nước rồi nước sâm pháo. Nói chung là nhiều lắm. Ở đây nè mọi người. Đây. Khu này là khu vực phục vụ nước. Wow. Du lịch Cần Thơ, cái nó là du lịch Cần Thơ. Đây mình đi thôi, đây cho mọi người xem. Ồ, còn có trái cây nữa nè, đây có cái trái cây sắt nữa nè. Ồ, đây có cái trái cây sắt, xoài sắt, ổi sắt nè. Wow, hấp dẫn là trời, cực kỳ hấp dẫn luôn. Ê, chào bác nè. Trái cây chấm muối. Ồ. Có đây gì củ sắn, củ đậu nữa ha. Ủa mộng dừa, cái này là mộng dừa hả? Ồ trời, là mộng dừa đó trời. Có lạc sản nữa, mộng dừa nữa nè trời. Cái này là chưa phục vụ hả? Dạ chút rồi chén miệng anh. Dạ ha. Trời ơi, nhìn mấy cái mâm trái cây mà chảy nước miếng luôn. Mấy đợt trước thì mình chưa thấy cái món trái cây này. Trái cây chấm muối thì năm hình như đợt này mới thấy nè. Có ổi nè, ổi này mọc dừa, đặc biệt mọc dừa ha. Chút nữa chấm miếng.
có xoài, ba loại ha. Đây thật sự là chưa tới giờ phục vụ đâu, nhưng mà mình nhà chị mở ra cho mình quay cho mọi người thấy đó. Nhìn rất là sạch sẽ, rất là ngon luôn, mấy cái luôn. Đó, được chưa? Dưới hầm kia là mọi người chờ để xuống ăn thôi. Bắt đầu xuống rồi đó, dưới hầm là xuống rồi đó. Chúc nha. Đúng rồi. Thôi, phục vụ luôn đi. Thôi đàn nào cũng tới 10 giờ rồi, ở dưới hầm cũng bắt đầu phục vụ, là 10 giờ là dưới hầm phục vụ rồi. Thôi bây giờ trái cây cũng phục vụ luôn đi. Wow, trời ơi nhìn nó hấp dẫn rồi. Trời. Cái mầm dừa ăn rất là ngon luôn, đặc sản của miền Tây luôn. Quá tuyệt vời luôn. Để trồng cây la chuối, để làm la chuối rồi bỏ trái cây vô là quẹt thêm miếng muối nữa. Hết sảy luôn. Mặc dù đông nha, nhưng mà thấy này mọi người thấy cũng nhẹ nhàng, cũng từ tốn lắm. Hết người này tới người, hết người tới người chứ không có chen lắng vậy. Đây là các bạn, đây là dùng rồi nè. Phần lớn những cái phần như vậy nè thì do một nhóm người nào đó thì người ta sẽ chung tay, người ta chung tiền, người ta mua, người ta tới đây để mà làm công quả. Cái ổi đỏ nhìn ngon lắm, cái ổi đỏ nhìn quá hấp dẫn luôn. Cái quầy này là coi có vẻ là hết trước rồi. Rồi bể ly cà phê. Bể luôn, đẩy cái đổ bể luôn. Không sao, không sao. Nhìn ngon chưa mọi người? Đang làm quay clip hả? Dạ. Thử live stream. Sống live stream trời. Riêng ở cái khu vực tầng hầm á thì nó có cái xe đồ và phát cái thẻ nha mọi người. Là ai ăn dùng ăn xong á là có đưa lại cái thẻ thì phía trên mới được xuống nữa. Ở để đảm bảo là nó không có bon, không chen lắng và không quá tải. Đây. Các sơ đồ á, ví dụ như là tráng miệng, thức ăn đó đó, các món này. Có nghĩa là bây giờ mới cho xuống thôi, chứ còn 10:30 bắt đầu phục vụ. Bây giờ lại xuống để ổn định ở chỗ ngồi vậy thôi. Vậy là đúng rồi, dưới này cũng là đây có món còn chưa lột có bị bám ra nữa. Đó, 10:30 nha mọi người. Mọi người đang phục vụ. Bây giờ 10 giờ rồi, bắt đầu cho những người dùng xuống rồi. 2 cái bánh xèo hoặc là 1 cái bánh xèo và 3 cái bánh khọt. Một suất là vậy đó. Cái phần nước thì sẽ phục vụ liên tục. Đông nhưng mà nó không có bon chen như hồi trước. Hồi trước ở đây thì chưa có bắt số, rồi chưa có cái ngồi thứ tự đó, thì thấy nó đông lắm, nhìn thấy bon chen lắm. Nhưng mà bây giờ thì nó rất là ổn định ha.
mỗi người có mỗi cái mã số và xuống đây là mỗi cái bàn có cái ghế thì cái ngồi đây dùng thôi. Ồ, ở đây mới mở thêm một cái món, món mì xào. Quá tuyệt vời luôn, đông quá trời luôn, món này hút khách quá. Tự lấy dĩa rồi à. À, ngày cái vô lái ha, cái vô gấp rất là tự nhiên vậy thôi. Đây có lấy mẫu nữa hả, lấy mẫu nữa mọi người. Thấy làm kỹ chưa? Hình như lấy mẫu để kiểm tra y tế thì phải. Rồi thấy làm kỹ như vậy. Đông lắm cho nên là đó, đặc biệt ha. Tới ra không phải là ấy mà thấy người ta làm rất là làm lấy mẫu để mà kiểm tra y tế nữa nha, không phải là này. Đó lấy mẫu nè, hai cái hộp đó là lấy mẫu từ lấy cái nước tương này, lấy cái bánh phở bún á, bún mềm á, đúng là đây rồi. Cái này lấy mẫu để làm gì cô? Lấy mẫu là mình phải cất lại 2 ngày sau mình mới được bỏ đi. À để vậy đó ha. An toàn thực phẩm. An toàn thực phẩm á, 2 ngày mới bỏ được. Dạ. U không. Thấy không mọi người? Lấy mẫu thứ 2 ngày mới bỏ đi được. Để lỡ có việc gì thì người ta sẽ kiểm tra y tế. Quá đông luôn. Quá đông luôn. Quầy này đắt khách quá. Quầy này đắt khách. Quầy này quá đắt khách luôn. Trời ơi. Cứ lấy dĩa hay cứ vô đó là gấp thôi, xào tới đâu đũa tới đó, cái thế mà gấp, nhìn đã chưa hấp dẫn mọi người ha. Bởi vậy cho nên là Thiền viện Phục Quang là dạo này là cứ tới rằm đông lắm luôn đó, rằm lớn cũng như rằm ngày thường, thấy rằm nào thấy cũng đông á, bởi vì nó cũng đã tạo được cái tiếng vang và nó hút được cách rồi nhiều người họ ăn chay á, tới ngày đó thì ghé qua đây luôn. Ở đây nấu nướng thì mình thấy cũng vệ sinh sạch sẽ. Người ta dăng cái dây ăn người cứ đứng ở phía trong rồi cứ hết lượt người này lái thì tới lượt người kia lái thôi. Hết lượt tới lượt. Quá nhà thương chưa này. Cái đây là bún Thái nha. Đây cũng cái món này là đợt này mới có chứ mấy đợt trước chưa có. Dạ ha, lần đầu tiên. Món này cũng là mới á.
vậy? Bởi vì tùy theo cái rằm, tùy theo cái không phải là món nào nó cũng cố định, nhưng người thay đổi hàng tháng á, mỗi rằm nó mỗi khác chứ không giống. Ví dụ như những cái rằm lớn thì có bánh xèo nên dạng như dường như cố định, hoặc là mấy cái món nước thì như cố định, còn các cái món này thì nó thay đổi nè. Có Phật tử người ta cúng á, thì người ta tái, người ta làm cái món đó thì nó mới có thôi, còn nữa là ví dụ như người ta không có làm thì nó không có. Như món này thì mình đi ra là hình như là 4-5 lần rồi, thì năm món này lần đầu tiên mình thấy. Wow. Sao cái rau là hết tới đó luôn đó. Sao chảo chảo vậy mà hết rất là nhanh luôn. Đường viện có phục vụ món bánh kèo và món bún thái. Và khu vực cây bồ đề có món hủ tiếu áp chảo và món bún thái. Ở khu vực khán đài là có món bánh xèo, món tôm chiên và món bánh cuốn. Hiện khu vực khán đài là khu vực phải nào muốn thưởng thức bánh xèo thì chúng ta xếp hàng. Đây cái khu vực này bánh xèo bây giờ bắt đầu phục vụ nè, nhìn đã chưa kìa, mỗi người mỗi gì á, trời nhìn cái cảnh hết sảy luôn đó trời. Rồi. Quá đông luôn. Đông khủng khiếp luôn. Đây là cái sảnh mà hút được cái lượng người đông nhất của cái thiền viện đó. Trong 4 cái sảnh phục vụ các cái món chay. Đây. Hai gì á? Bánh xèo vặn ôm luôn. Trời đông. Cứ hết tốt là hết lượt là tới lượt ha, không có ai bon chen qua ai hết, không ai lắng qua ai hết cả. Nhưng phục vụ rất là chuyên nghiệp luôn. Đây cái khu này là rau xanh nè, nước chấm nè. Đây cũng rau xanh nè, nước chấm nè. Đó. Rồi tiếp tục đi xuống mọi người thấy nó hoành tráng như thế nào. Ui đây nè, đây nè. Đây. Kiểu là đi ngược rồi, đi ngược à. Đi ngược. À, cái phía trong đây thì người phục vụ. Còn lấy thức ăn từ phía ngoài. Đông khủng khiếp luôn. Quá nhanh ha. Máu mới sạch trơn rồi chứ luôn. Làm nhanh thiệt á. Máu thì mở ra cái là hết liền. Cái này đổ tới hơn 12 giờ trưa mới hết đấy, bởi vì hơn một tạ gạo, tạ mốt gạo là đổ nhiều lắm đó, bánh xèo nhiều lắm rồi. Dễ thương chưa này. Đó, chưa hết tới đâu là đưa lên tới đó vậy đó. Một dĩa là hai bánh xèo ha. Hai cái. Rồi, đưa lên. Rồi. Ok. Rồi, chắc lên.
Rồi tiếp tục mình đi qua luôn bên kia còn mấy món nữa để mọi người thêm. Đó bánh xèo ăn thoải mái ha, cứ ăn hết ra tiếp tục lái thôi. Ở đây đổ thì bắt đầu cứ đổ có là đưa lên. Đây, ở dưới đây là bếp cứ đổ đút tới đâu là đổ tới đó. Hấp dẫn chưa? Rồi, tiếp tục đi dạo qua bên đây. Bên đây thì các món khác nữa. Muốn là xếp hàng. Đi qua bên kia xếp hàng. Còn cái lối này người ta đã dăng rồi mà đi sao đi cái lối này thiệt tình luôn á. Lối này dăng rồi. Đây, bên đây là bánh cuốn. Cơm. Đây người ta cho lấy bên hai hăng ha, hai giải rồi ha. À, bánh xèo thì đi hướng này, còn cơm với lại bánh cuốn thì đi hướng kia. Đây cái chỗ này là cái bàn. Lên trên đây ngồi luôn kìa. Đây tiếp tục mình đi qua hướng này. Ồ, để nguyên một cái nồi luôn. Đồng lắm luôn đó. Ở đây sẽ lên từng top một. Ở đây mà đi em cho đi lên trên chứ không phải cho người lên tiếp đâu. Ông phát đầu tàu. Còn rất là đông phía sau này nữa. Đây, những cái bàn lấy được bánh xèo rồi đây. Đây nhà mình là lần đầu tiên tới chứ là tới nhiều lần chưa? Lần đầu tiên á. Dạ, lần đầu tiên tới ăn bánh xèo không? Dạ. Dạ, chị cứ ăn đi, ăn bình thường. ăn thử là cho nhận xét thử là ngon không. À, bởi vì bánh xèo đó đổ bằng nước cốt dừa đó, cho nên là ăn nó béo béo ngon hấp dẫn mà nhìn cái đổ nghệ vàng lắm. Đúng rồi, bởi giờ đông quá nha, nó cũng hơi đông cho nên là cũng hơi vất vả nhưng mà đi tới đây là tuyệt vời rồi đó. Quá đông, đông ha, đông khủng luôn. Rất là đông nha mọi người. Cơm mà cứ nồi đưa lên vậy nè chứ không là không kịp. Ở trong kia thì phục vụ, ngoài đây thì vẫn cứ liên tục đút vậy đó. Bởi vì bây giờ 10 rưỡi, cứ đút miết bao giờ mà hết bột rồi nghỉ thôi. Đó. Không rồi, cứ thế mà đút thôi. Khi mà phục vụ một cái là ở đây dường như là hết sạch bánh xèo luôn nè. Trời luôn, hồi nãy còn quá trời luôn. Đó, mấy cái bàn ở trong kia cũng hết bánh xèo rồi đó. Ô trời, nhanh dễ sợ luôn. K
cái bánh xèo rất là béo, bởi vì bánh xèo chay người ta làm bột, người ta trộn cho tới 600 bánh xèo, 600 dừa cho nó là rất là béo, ăn rất là ngon, không nó không cần nhân cũng được, không cần ăn nước chấm mọi người vẫn ngon ha. Thấy tuyệt vời rồi đó, mình thấy cái bánh xèo ở đây người ta làm ok lắm. Đây là tổ từ thiện đổ bánh xèo ấp Phú Lợi, xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Quá đông, đông khủng khiếp luôn. Đây là cái khu vực chánh điện của Thiền viện Tuệ Quang. Đông quá trời đông luôn. Thôi, mọi người nha. Rồi, không đi. Ở đây nè. Rồi la liệt ở đây luôn. Bây giờ là cứ 10 rưỡi là tất cả các khách sạn đều phục vụ hết rồi nha mọi người. Phục vụ hết rồi đó. Tất cả các món luôn ha. Ai cũng có thể tới đây ăn. Ăn bao nhiêu là tùy theo sức của mọi người thôi. Ăn bao nhiêu là... Ồ, cái này là bây giờ xếp hàng dài đây luôn rồi. Wow, xin chào. Ồ, đây có đậu trật tự luôn. Cái bún thái á, người ta nấu ngon ấy mọi người, cho nên là mình thấy đây đợt, hình như đợt trước còn không có cái món này, nấu khá đơn giản nhưng mà mình thấy ngon. Ngon thật. Bởi vậy người ta nói nấu chay nó rất là khó nha, không phải là dễ. Nó đơn giản rất là ngon. Nó thật sự mọi người bây giờ là mới có 10 giờ 40 mà nắng dễ sợ luôn. Nắng khủng khiếp rồi, người ta nói cái nắng tháng giêng thiệt, nắng quá trời luôn. May đâu mà chui vô được những cái sảnh như thế này chứ không là đứng ở ngoài thì nó thật chịu không nổi đâu. Đi qua đi lại mấy cái chỗ mà nó không có cái máy che thôi là nó nắng chịu không nổi. Bây giờ làm nói chung là bánh xèo là thất thủ rồi, ở chỗ nào cũng vậy. Cứ đứng xếp hàng như vậy này. Sớm chứ không sớm là nói chung là chen không nổi, bởi vì đông lắm, chờ mà lái được một con xèo và cái thế người mà cái lực đông như thế này, ai chục cái khuôn, 30 cái khuôn ở đây đổ liên tục nhưng mà đổ bằng không có kịp. Đó. Các cái đồ ăn như bánh xèo thì chỉ phục vụ 10 giờ 30 phục vụ, nhưng mà chẳng khoảng 5-10 phút là đã sạch bách rồi, không còn cái gì nữa rồi. Đây, nói, bánh xèo là nói chung là hot. Bánh xèo chay ở đây là hot. Bánh xèo là đổ không kịp rồi. Thất thủ rồi. Bánh xèo là không có tài nào mà đổ kịp ấy. Thấy chỗ nào cũng... Chỗ nào cũng đứng quá đông vậy đó mọi người. Quá đông luôn. Bây giờ mà cái kiểu này là lần sau mà đổ cho kịp, không có cách nào mà đổ cho kịp hết á. Lắc chảo dẻo nhẹo luôn mà còn không kịp nữa đó. Đổ từ sáng giờ mà chỉ cần phục vụ một xíu là sạch trơn ha.
người ứng dụng thời gian của mình đặt là đó. Đổ từ 6 giờ sáng mà chỉ cần tới 10 rưỡi phục vụ một xíu, chừng 10 phút là không còn một cái nào luôn, sạch bách luôn. Con nói đổ bây giờ mà cái còn bột đổ miết tới chiều vẫn có người tới nữa. À, hết bột thôi chứ không còn bột là đổ miết tới chiều vẫn có người tới nữa. Dạ, cái lượng người nó vượt quá cái khả năng luôn rồi. Mình nghĩ là phải mấy chục cái điểm đốt về mai đâu mày mới phục vụ nổi. Đổ phải nửa tấn bột à mới kịp rồi chứ không đổ kiểu này là thấy thua đó. Đó là đây là mặt trước, còn mặt sau đây nhiều người đứng nữa nè. Quá trời luôn, biết bao giờ mới tới. Bởi vì bánh xèo ở đây bây giờ đã hết rồi. Nên cái chưa đứng chờ, đứng chờ giờ lâu lắm rồi. Ở về cái món bánh xèo hot quá cho nên là nhiều người sang. Có thấy mùa hồi nóng lắm luôn đó. Vừa thời tiết nóng, vừa ở đây ga nó cái lửa ga nó nóng nữa. Mấy chị này chị giỏi đó chứ không sao. Nhiều người cũng hỏi về cái vàng đúc bánh xèo này, nhưng mà thật sự mình cũng không biết là ở đây cái vàng này người ta đổ tự đổ hay là chỗ nào bán. Ở giữa bố trí một cái bình ga rồi cứ cho ống dẫn thôi, dẫn đều cho 2, 4, 6, 8, 10 cái chảo. Có nhiều người hỏi cái vàng này là bán ở đâu thì người ta mua, nhưng mà thật sự mình cũng không biết bán ở chỗ nào. Có một vài trường hợp bị thất lạc điện thoại. Một vài trường hợp thất lạc điện thoại. Hồi nãy mình ngồi sát cô bé kia cũng nói thất lạc một cái. Khi đi chen vô đi lấy thức ăn, vừa lấy được một chút thức ăn thì đã thất lạc một cái điện thoại rồi. Cho nên là đông quá cũng có không thể mà kiểm soát được hết cho mọi người. Cho nên là điện thoại, ví tiền này phải cẩn thận hết sức. Nãy mới ngồi kia thấy thương mấy cô bé kia kìa. Bây giờ biết ở đâu mà tìm. Bây giờ ngay thầy cũng đã thông báo rồi. Vài người thất lạc điện thoại rồi đó. Quá đông luôn. Cái phần rau xanh. Đây đứng xếp hàng dài luôn, đứng ngoài nắng luôn. Giờ đông quá rồi. Đây là trải trải bàn. Trải đây ngồi thưởng thức bánh xèo luôn. Wow. Full chỗ ngồi rồi. Full chỗ ngồi rồi, người ta ngồi luôn lên đây rồi. Bây giờ mà lấy được cái bánh xèo là cũng hay lắm đó. Đây đầu năm cho nên là ở đây có trang trí các cái tiểu tiết của cái đón năm mới vẫn còn nè mọi người đó, nhưng cũng đẹp cái á. Thôi cái video về cái món chay của thiền viện Tuệ Quang á thì chắc mình kết thúc ở đây thôi. Đông lắm rồi đó. Bây giờ chưa được 11 giờ đó, đông quá mà dường như thức ăn đã cũng qua la vơi hết rồi. Cái bậc này cao quá. Đây, nói chung là chỗ nào ngồi được thì cứ ngồi. Ngồi thì nó thích. Ăn quá. Ăn tí Tết. Ta tới đây ăn người ta có thể chụp hình luôn cũng được. Ăn tí Tết. Đây có bàn ngồi ăn lịch sự quá chứ. Rồi, đây có trang trí nữa nè. Wow, ăn tí Tết đẹp quá. Dạ. Chụp hả? Chụp đứng được anh. Đông quá, nhiều người ngồi ăn ngoài nắng luôn.
cái khu vực này dưới cái tán cây cho nên là đây mọi người nhìn đi, có chỗ mát chỗ nắng. Đây cái khu vực này là cái khu vực ăn xong rồi rửa, rửa xong rồi lấy dĩa dùng tiếp. Cái bàn này nhìn hoành tráng quá nè, bàn này là sông tụ quá đó. Đây, rất là đúng rồi, đứng dài lắm mới ngon. À, trời ơi. Vẫn còn rất là nhiều khách người ta vô nữa ha. Đây cái khu vực lên rửa, khu vực là nước quá đông. Mình cũng không biết là tí nữa thì mọi người được thưởng thức hết hay không thôi, nhưng mà thật sự đông lắm. Bánh xèo thì vẫn cứ đúc liên tục nha mọi người, đúc bao giờ hết thì nghỉ thôi. Đây cái cổng ra đây mà mọi người thì chưa ra nữa, đang đi vô mà vẫn còn đông này. Mình tranh thủ đi ra sớm, bởi vì chút nữa ra cái lúc mà sao cả trời ơi kinh quá à. Sao về sớm hả? Sao về sớm rồi đó? Dạ ha. Đây ở trên đường ra đây vẫn còn nhiều người vô ha. Đây đông quá rồi nè. Đây có chim phóng sinh luôn. Wow, trời ơi nắng em quá hả? Sao về sớm giờ không ăn bánh xèo hả? Em ăn bánh xèo hả? Wow, còn rất là nhiều người nè. Mặc dù là bây giờ là 11 giờ đó, mình thấy thức ăn dường như là tàn hết rồi, nhưng mà còn rất là nhiều người tới luôn. Mình định thủ ra sớm, bởi chọc chập nữa ra là nó đông quá, là ra không kịp luôn. Ra nó kẹt xe khó chịu lắm. Ai đường Linh Trung nha mọi người, cái địa chỉ là số 13 đường Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Đó, mọi người nếu mà ăn bánh xèo thì hãy chọn vào bốn cái rằm lớn, đó là rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rồi rằm tháng 7 và rằm tháng 10, bốn cái rằm đó. Hiện tại bây giờ mình biết vậy thôi, chừng sau này nếu mà có kinh phí thì người ta có thể mà người ta rằm nào người ta cũng đúc rồi sao, bởi vì đây là chỉ mới giai đoạn đầu thôi, nhưng mà thuốc cái lượng khách đông lắm luôn đó.